Thưa quý vị, bây giờ vùng Bắc Mỹ đang giữa mùa thu, lá đỏ, lá vàng chen nhau trên cây cành, còn vài chiếc lá màu xanh. Cảnh sắc tuyệt đẹp dưới bầu trời xanh thẳm và trong nắng thu dịu dàng tha thiết. Người Việt định cư tại tiểu bang North Carolina mừng mùa thu năm nay như thế nào? Mời quý vị cùng xem hình ảnh hội chợ thu 2013 do SBGN North Carolina ghi nhận. Kính chào quý khán giả của đài SBTN. Năm nay, giáo xứ Thánh Giuse tại thành phố Charlotte tổ chức lễ hội mừng Trung Thu 3 ngày, từ 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2013. Trước để bảo tồn văn hóa, sau đó quý đồng hương xa gần có cơ hội đem các em tới vui chơi và tìm hiểu về cội nguồn. Khởi đầu bằng một màn múa lân sôi động với những tràng pháo tay và hò reo vang trời. 50 món ăn được phục vụ, quý ông có thể nhâm nhi với tiết canh dê, cá sấu nướng vỉ, thỏ xào rượu vang, nai sầu lăng, bê thui. Trong khi đó, quý bà có thể thỏa lòng với cháo lòng, bún tôm thịt nướng, bò cuốn lá lốt, bò bía, bì cuốn, bánh bèo, bánh ít trần. Các gian hàng trò chơi cho trẻ em như phóng phi tiêu, bắt cá bằng muỗng, thảy vòng cổ chai, vẽ mặt và nhiều trò chơi khác. Đặc biệt có hàng Nga phát quà và lồng đèn cho các em. Tiếp theo là phần thi lồng đèn có thưởng. Trăng vừa lên cao tỏa sáng cũng là lúc đoàn lân dẫn đầu cho các em đi kiệu lồng đèn. Lễ hội mùa thu đã đem gia đình 2-3 thế hệ xích lại gần nhau. Ông bà có dịp dẫn các cháu đi rước đèn, bao nhiêu ký ức tuổi thơ được sống lại. Đặc biệt nhất, lễ hội mùa thu năm nay có cuộc thi quốc phục do bác sĩ Nguyễn Đại Tường và bác sĩ Nguyễn Phương Thảo tổ chức. Cuộc thi được hơn 20 em tham dự. Qua phần trình diễn quốc phục đã đưa chúng ta về những nẻo đường Việt Nam. Đến Hà Nội, quý vị sẽ thấy ông Đồ, cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ. Ai ra xứ Huế, xin ghé ngang quê em miền Thượng Du, thăm em Lê Cư, má đỏ môi hồng. Xuôi về miền Nam, quý vị sẽ bắt gặp chiếc áo bà ba, hai lúa. Qua phần trả lời câu hỏi, tương lai em muốn trở thành gì, các em cho biết như sau. Bác sĩ, con muốn làm bác sĩ luôn, rồi thầy cha. Con thầy cha là model ha, là đẹp phải không? Bác sĩ, con thích làm Iron Chef. Iron Chef, rồi. A lawyer. A doctor. A doctor. Again, we're gonna have to close the clinic now. Tiếp theo phần các em biểu diễn tài năng. Quả cuộc thi hạng nhất là em Sydney Nguyễn, hạng nhì là em Tia Thà Nguyễn, hạng ba là Justin Nguyễn. Tất cả các em đều được nhận quà và phần thưởng do những mạnh thường quân bảo trợ. Nhiều quý phụ huynh muốn biết từ đâu bác sĩ Tường có ý tưởng cho buổi thi quốc phục hôm nay. Thật ra là cái ý kiến này là do bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, là người em gái của tôi, đã đưa ra ý kiến với cha Trương Vĩnh Trì ở nhà thờ để tổ chức cho, thứ nhất là cho các em được có những giây phút thoải mái, và thứ hai là để cho các em không những trong cộng đoàn công giáo ở đây mà cho tất cả các em ở trong cộng đồng tại vùng Charlotte này, để các em chung vui, để có một cái tình thân hơn. Ông Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch mục vụ giáo xứ cho biết cảm nghĩ như sau. Cuộc thi y phục của những em bé từ 10 tuổi, từ 10 xuống tới 5 tuổi tới 10 tuổi, tôi rất là vui và rất là hào hứng. Và tôi thấy rằng tất cả các em bé đều được phần thưởng hết. 40 em, 30 em mà tôi thấy đều có phần thưởng hết, là tôi thấy đấy đó là một cái rất là mừng cho các em, tại vì các em tự tin vào mình, cũng có một cái khả năng nào mà tất cả mọi người nhìn thấy. Chúng tôi là bạch viên tường trình cho SBTN từ Charlotte, North Carolina. Cảm ơn quý vị theo dõi, xin hẹn gặp lại lần sau.